Xin chào các bạn, tôi là Phi Hồ. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tạo ra một cảnh vế bích như thế này. Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài video hướng dẫn. Đầu tiên thì tôi sẽ import cái file video vào. Ở đây thì tôi có gửi cái sub video dưới dạng media file. Các bạn có thể download về và thực hành. Tôi sẽ vào Windows, chọn khung cửa sổ checker. Ở đây thì tôi sẽ thiết lập một cái điểm chắc cho cái con mắt này. Tôi sẽ nhấn nút vào cái layer EVX này. Tôi sẽ chọn chắc motion. Tôi sẽ thiết lập và chọn một cái điểm nào đó. Chẳng hạn tôi sẽ thiết lập cái điểm ở đây. Ok, giờ thì tôi sẽ bắt đầu check-in. Tôi sẽ phát chắc check-in phần ngược lại. Tôi phím U để hiển thị cái số RAM mà tôi đã check-in được. Thì các bạn thấy là khi mà cô gái này nhắm mắt thì có một số frame nó bị dịch chuyển ra khỏi cái phạm vi mà chúng ta thiết lập. Vì vậy tôi sẽ tự thiết lập cho những cái frame đó. Giờ thì tôi sẽ tạo một cái new object. Các bạn vào menu layer, chọn new, chọn new object. Ở đây thì tôi sẽ chọn edit target và thiết lập cái layer cho nó là new 1. Tôi sẽ chọn ok. Tiếp theo thì tôi sẽ chọn apply và cùng nhấn ok. Phần checking của tôi đã xong. Giờ thì tôi sẽ tạo một cái composition mới. Tôi sẽ vào Composition, chọn New Composition, phím tắt là Ctrl N. Ở đây thì tôi sẽ thiết lập tên cho nó là Fractonoid. Ok. Tôi sẽ tạo một cái Layer Solid. Tôi sẽ vào menu Layer, chọn New, chọn Solid, phím tắt là Ctrl E. Ở đây thì tôi sẽ tạo một cái effect đó là Noise and Run Fractonoid. Trong Rectonoid thì phần Rectotype này tôi sẽ thiết lập là Dynamic. Contrast thì các bạn tăng lên giá trị cho tôi là 200. Chúng ta sẽ chỉnh sổ cái phần Transform ra. Ở đây thì các bạn bỏ kiểm Uniform Scale và thiết lập phần Scale Width là 20 và Scale 2 là 200. Các bạn nhấn Alt Select và nhấy chuột vào cái đồng hồ Evolution này. Ở đây tôi sẽ thiết lập thời gian cho nó là 800. Tôi sẽ viết là Time sau 800. Ok. Giờ thì các bạn thấy là cái đường Fractonoid của chúng ta nó đã được chuyển động như thế này. Tôi sẽ để chế độ H thôi cho nhẹ. Ở đây thì tôi sẽ scale nhỏ cái layer này lại. Các bạn nhấn phím S. Tiếp theo thì tôi sẽ vào effect, chọn distort, chọn polar coordinate. Ở đây thì tôi sẽ thiết lập giá trị nó là 100 dòng và chọn chế độ style là face to polar. Tôi sẽ tiếp tục vào effect, chọn channel, chọn inverse. Ở đây thì những cái nào màu đen thì nó sẽ lật ngược lại màu trắng và những cái nào màu trắng thì nó sẽ chuyển ngược lại màu đen. Tôi sẽ vào Effect, chọn Color Correction, chọn Check Tone. Ở đây thì tôi sẽ thiết lập cái
hạ xuống màu HSP. Ở đây tôi sẽ cho là 20%, sorry 20 độ, 100, và thiết lập phần bi là 75. Ok, tiếp theo thì tôi sẽ tạo một cái solid. Tôi sẽ vào layer, chọn new, chọn solid. Tôi sẽ chọn ok. Ở đây thì tôi sẽ tạo một cái mask hình tròn cho cái layer solid mà tôi vừa thiết lập. Tôi sẽ tắt con mask này đi và thiết lập một cái hình ellipse hình tròn như thế này. Các bạn nhấn phím shift và control để cho nó zoom ra từ tâm. Tôi sẽ để chế độ là subtract và chọn phần đánh kiểm invert. Tôi sẽ mở cái layer solid này mà tôi vừa thiết lập lên. Ở đây thì các bạn nhấn phím F để mở cái mask filter. Các bạn thiết lập cho tôi thông số là 86. Tiếp theo thì tôi sẽ chuyển qua cái phần com iVerbis. Tôi sẽ vào lại khung cửa sổ project và kéo cái con Rattonoid mà chúng ta vừa thiết lập xong xuống vùng làm việc timeline bên cái con iVerbis. Ở đây thì tôi sẽ scale cho nó nhỏ lại. Tôi sẽ dịch chuyển đến phần phía con mắt này. Tôi sẽ thiết lập là 24%. Ở đây thì tôi sẽ chọn chế độ hòa trộn cho nó là overlay và giảm opacity thành 80. Các bạn nhấn phím T và giảm 80 còn 80%. Tôi sẽ liên kết cái layer Rattonoid này với cái object mà chúng ta vừa thiết lập. Tôi sẽ dừng lại và xem thử. Tôi sẽ để chế độ là hát thoát. Ok, giờ thì tôi sẽ thiết lập một cái mask cho cái con mắt này. Tôi sẽ tạo một cái layer new solid. Ok, tôi sẽ tắt đi cái layer mà tôi vừa thiết lập và dùng công cụ Ben để thiết lập một cái vùng xung quanh con mắt này. Tôi sẽ tắt cái Rattonoid này đi. Tôi sẽ bật chế độ Rotobier này, Bezier này, để cho cái đường bend của chúng ta nó trở nên bo tròn hơn. Ok, tôi sẽ mở cái Rattonoid này lên và cái mask mà tôi vừa thiết lập. Ở đây thì tôi sẽ chọn phần check mask là alpha mask, thì nó sẽ cắt đi cái phần mà Rattonoid bị thừa phía ngoài viền mí của con mắt này. Tôi sẽ thiết lập cái mask filter cho cái mask này là 2. Ở đây thì tôi sẽ tạo một cái mask cho Rattonoid. Các bạn nhấn Shift Control. Tôi sẽ thiết lập cái mask filter cho nó là 56. Các bạn nhấn phím F và thiết lập 56. Tiếp theo tôi sẽ liên kết cái mask này với cái node object và thiết lập màu cho cái Rattonoid này.
Tôi sẽ vào Effect. Chọn Color Correction. Chọn Cure. Ở đây thì tôi sẽ điều chỉnh màu Frame và Blue cho cái Rational này. Tôi sẽ chọn Rational, vào Effect, chọn Blue and Subband, chọn Fast Blur. Ở đây tôi sẽ thiết lập là một. Ok. Tôi sẽ kéo cái thanh trượt Power Arrow Star này về vị trí đầu. Và tôi sẽ dịch chuyển cái thanh trượt Timeline để xem cái phần trước của chúng ta nó đang còn mắc lỗi. Là khi mà cô gái này nhắm mắt thì cái đối tượng Retinoid của chúng ta vẫn còn hiển thị. Vì vậy tôi sẽ ghi cái điểm Mask này cho cái đối tượng con mắt, để khi mà cô gái này nhắm mắt thì cái retinoid của chúng ta cũng sẽ biến mất. Tôi sẽ nhắm phím N và thiết lập điểm keyframe cho mask path. Tôi sẽ dịch chuyển về phía trước. Tôi sẽ keyframe. Tục tương tự, tôi cũng sẽ keyframe. Tôi sẽ di chuyển về vị trí cuối. Ở đây thì tôi sẽ thiết lập cái opacity cho cái retinoid này. Tôi sẽ nhấn phím T. Tôi sẽ thiết lập bắt đầu từ điểm này và trở ngược về trước thì nó sẽ trở thành 0%. Tôi sẽ quét chọn tất cả và nhấn chế độ F9. Ở đây tôi sẽ phải chọn keyframe assistant và chọn F9. Tôi sẽ review và xem thử. Ok. Tôi sẽ thiết lập cái motion blur cho hai cái đối tượng mask này và retinoid. Tôi sẽ review và xem thử. Cuối cùng thì tôi sẽ tạo một cái adjustment layer để chỉnh màu cho cái video của tôi. Tôi sẽ vào layer, chọn new, chọn adjustment layer. Ở đây thì tôi sẽ vào Effect, chọn Color Correction, chọn Thin. Và Atmosphere to Thin này tôi sẽ thiết lập là 30%. Tiếp tục tôi sẽ vào Effect, chọn Color Correction, chọn Cure. Ở đây thì tôi sẽ thiết lập cái RGB cho nó sáng lên một xíu. Tôi sẽ vào, chọn phần Red. Tiếp tục tôi sẽ chỉnh màu cho Frame. Tôi sẽ chọn Blue. Ok, giờ thì tôi sẽ diễn hoạt và xem thử.
Video hướng dẫn của tôi về với Big đến đây là kết thúc. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.